này, cậu like mấy cái ảnh này cho tớ đi. Ừ, trông rảnh tôi like cho. Like luôn đi cho nó nóng. Đâu? Đấy, đây này, mấy cái ảnh này này, like hết đi. Xong mấy ảnh này thả tim đi. Được chưa? Đây, mấy cái... Tối nay cậu có rảnh không? Tớ mua 2 cái vé xem phim, đi xem phim với tớ nhá. Này, từ nãy giờ tớ nói không nghe à? Tối bận rồi. Có chuyện gì đấy? Tin này nhá, siêu to siêu khổng lồ luôn. Cái vụ ứng cử chức hội trưởng của học sinh ấy có kết quả rồi đấy. Sao? Như nào? Biết ngay là sẽ có người quan tâm mà. Như nào nói luôn đi. Tôi nghĩ là vụ này nên treo thưởng. Tại vì tôi đi mua tin thì cũng phải có cái giá của nó chứ. Thế bây giờ mày muốn cái gì? Thích cái gì? Nói. Bật mí nhá. Bật mí là chưa tìm được người chiến thắng. Cậu đã làm cháy nhà nơi rồi. Từ đã, sao phải nóng thế? Tin hay ở chỗ ấy là kết quả lần này có hai người rất là ngang tài ngang sức, cho nên là hội trường ấy đã theo dõi lại và ai là người nhiều phiếu sẽ là người chiến thắng. Ồ, hai ứng cử viên ngang sức ngang tài á, không biết là chọn ai nhỉ? Mày biết là ai không? Đương nhiên rồi. Xa tận chân trời, lần ngay trước mắt. Ai? Ý ông là... Đó chính là ông, Bảo Tàng Khánh. Ôi, hai người á. Tao nghĩ chắc chắn Khánh sẽ được. Không, Trung mới xứng đáng. Khánh mới xứng đáng, Trung là lớp trưởng, Trung xứng đáng hơn. Mày chẳng biết cái gì cả, Trung rất... Thôi đi! Cầm đây. Ai nhường ai nào? Không biết chuyện này có thật không nhỉ? Tao cũng không tin được đâu. Này, hai bạn biết tin gì chưa? Tin gì? Mẹ thằng Khánh làm ô xin đấy. Thì bọn tôi cũng đang choáng với tin ấy đây. Nhưng mà nghĩ vô lý thật đấy. Rõ ràng ấy, Khánh là con trai duy nhất của tập đoàn truyền thông cơ mà. Thì đấy, nó vẫn là con trai độc nhất. Nhưng cái vấn đề ở đây ấy là không phải là chính cung. Ông bà có biết không? Tôi đi nghe ngóng ý, thì nghe nói là Khánh là con của Ô Xin. Vì nhìn với ông chủ nên là dính bầu. Dính bầu xong đẻ ra Khánh nhưng mà vẫn không được làm vợ cả. Chỉ là vợ lẽ thôi. Hóa ra là thế à? Mà trên đời này tôi ghét nhất là cái loại con giáp thứ 13 đấy. Loại gì? Loại Ô Xin nhá? Chứ còn sao nữa. Bắt gặp lúc bà chủ đi vắng, ngủ với ông chủ quá bẩn. Linh! Sao cậu lại nói như thế? Ơ, tớ... Tớ chỉ nghe người ta nói thế thôi mà. Tớ không ngờ cậu là con người như thế đấy. Nhưng mà tớ nói... Có gì sai à? Linh ý, Linh ghét nhất là cái loại đã làm ô xin rồi, lại còn vô ơn nữa chứ. Cậu! Sao? Cậu định tát tớ á? Sao quả... cậu là quá đáng đấy. Cậu làm Khánh bị tổn thương rồi đấy. Ông Khánh! Khánh ơi! Trinh ấy! Quả này giận thật rồi. Mà này, bà không biết là người ta thích bà à? Ai quan tâm? Đã thế, lại là con của Oxy nữa chứ. Càng không quan tâm. Vụ của thằng Khánh coi như xong rồi. Coi như là cái chức hội trưởng ngoài học sinh ấy, nó out rồi đấy. Như nào? Thì chuyện đời tư của nó bị bại lộ. Nó bị tai tiếng. Chắc chắn là nó sẽ bớt đi một phiếu bầu. Và đằng chung sẽ có lợi. Ơ nhưng mà... Nhưng mà sao? Nhưng mà sao chuyện bí mật nhà thằng Khánh lại để lộ ra ngoài à? Tôi với bà còn không biết cơ mà. Chịu. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì ai là người có lợi nhất? Chẳng phải là thằng chung hay sao? Đừng có đoán mò. Bập bênh rồi đây. Thank you.
Khánh, cậu có sao không? Sao? Cậu còn quan tâm tôi làm gì nữa? Bây giờ cả cái trường này đều coi tôi như con ghẻ của xã hội rồi. Chuyện đấy thì có quan trọng gì đâu. Quan trọng ấy là con người mình như thế nào cái kìa. Mà việc cậu là con trai của Ô Xin thì làm sao mà ai biết được. Tại sao đang trong thời điểm nhạy cảm như thế này thì việc đấy lại bị tung tin đồn ra. Không, không được. Nhất định mẹ không được đến họp phụ huynh. Mẹ đến để làm gì hả? Mẹ đến để cho người ta biết là mẹ là Ô Xin ngủ với ông chủ nên mới có con à hả? Mẹ không được đến. Thế thôi. Hoa, tối nay lớp ăn liên hoan, đi không? Ờ, có. Ừ, thôi, tao vào lớp chưa? Gia đình tao, mày kể về cái việc gia đình tao, chỉ có mày biết việc đấy đúng không? Đấy là sự thật, mày hiểu chưa? Ngồi đi. Cậu có sao không? Tôi cảm ơn. Cái gì đây? Thôi đi! Cái gì thế này? Linh, 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 Linh! Đây có phải bà không? Cái gì đấy? Đúng bà rồi. Bà nổ nhất nhóm mày luôn. Ngoài bà ra, còn 10 nữ sinh khác bị lộ clip thay đồ. Ai? Ai đã làm cái chuyện này? Làm sao mà tôi biết được? Tôi sẽ báo vụ này lên cô giáo chủ nhiệm. Đưa đây. Mày xem gì đấy? Anh gái. Trong đầu mày lúc nào cũng chỉ có gái thôi à? Đúng rồi. Nô khốn. Này, mày điên à? Phải đấy, tôi điên. Nên là tôi mới thích một người như cậu. Bây giờ biết cái bản mặt thật của nó ấy thì muộn rồi. Bạn ạ, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Trung chính là người đã lắp camera ở trong phòng vệ sinh nữ đây. Này, bà nói linh tinh vừa thôi nhá. Tôi không thích đâu. Tao nghĩ là Linh cũng không nói linh tinh đâu. Bởi vì cái chuyện bệnh hoạn khốn nạn như thế chỉ có các loại như mày mới có thể gây ra được. Mày câm cái mồm vào. Tao không câm nữa, mày muốn gì? Mày là sao? Mày muốn gì hả? Cậu im đi. Cậu cần bằng chứng đúng không? Đây, mọi người nhìn đi, đây có phải là chúng không? Đinh, tại sao bà lại có hình ảnh này? Người bị hại là tôi. Tôi mà không điều tra thì ai là người điều tra? Thời gian ấy có ghi rõ trên camera ghi hình đấy. Tất cả các học sinh nữ đều bị đăng clip lên. Chỉ có Trung lúc đấy có trong camera. Thế nào? Mày còn cãi là không? Bằng chứng rành rành nhá.
chủ. Không phải ông làm đúng không? Tôi không ngờ lớp trưởng lại khốn nạn như vậy đâu. Mày có tin tao không? Còn tôi nói cho bà biết, tôi không làm là tôi không làm. Còn bà tin hay không thì tùy. Tôi không muốn giải thích. Tất nhiên là nó không nhận rồi. Thôi đi. Thằng Khánh, mày được lắm. Rồi, ở đây chỉ có tao với mày. Mày nói đi, chính mày là người gài bẫy tao có đúng không? Thì sao? Bây giờ đằng nào cũng muộn rồi. Cả cái trường này đều nghĩ trong đầu mày là một thằng bệnh hoạn. Mày đã làm nhục bố mày rồi. Con của một hiệu trưởng mày làm ra chuyện đấy à? Mà tao nói luôn, tao chỉ giống mày thôi. Mày dùng chuyện nhà tao đi ra ngoài kể để hạ bệ tao thì tao cũng sẵn sàng gài bẫy mày để chơi lại mày. Khánh ạ, mày thông minh đấy, nhưng mà chưa thông minh bằng tao. Những lời mày vừa nói đã minh oan cho tao rồi. Có cần tao bật lại không? Hả? Thằng này, mày chơi tao đúng không? Bả thế ngày hôm nay. Này, anh đang làm cái gì đấy ạ? Sao lại đánh nhau? Có gì thì mình tính nói chuyện. Để tôi nói cho mọi người biết, chính nó là người đã hại tôi, đã gài cam trong nhà vệ sinh nữ. Thì sao? Bây giờ đằng nào cũng muộn rồi. Cả cái trường này đều nghĩ trong đầu mày là một thằng bệnh hoạn. Khánh, tại sao? Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Chúng mày đã làm cái quái gì vậy? Một thằng thì gài bẫy thằng bạn thân mình, nói là chuyện thâm cung bí sử. Một thằng thì hạ bẫy thằng bạn thân mình vì thằng bạn thân mình là thằng bệnh hoạn. Chúng mày làm điều gì vậy? Vì điều gì? Vì cái chức hộ trưởng vớ vẩn kìa mà làm tiêu tan tình bạn à? Hả? Chúng mày xem nhẹ tình bạn quá rồi đấy. Đúng rồi đấy. Tôi nghĩ là hai ông nên xem lại bản thân của mình đi. Tao báo cho chúng mày một tin, là mục đích của hai đứa chúng mày đã bị người khác cướp mất rồi. Trong lúc chúng mày đang hạ bệ nhau thì có một người khác đã lên chức hộ trưởng rồi đấy. Và bây giờ thì sao? Chúng mày nhìn lại chúng mày xem có giao hồn người không. Tôi nghĩ là tối nay trước khi đi ngủ ấy, hai cậu nên vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi.